Ủa, lớp học gì mà nhiều độ tuổi, nhiều cấp độ thế này? Cấp 1 có, cấp 2 có, cấp 3 có, rồi dạy con tôi như thế nào? Dạ chị, cái lớp này là lớp 1-1 mà. Em dạy theo sát trình độ của từng cháu một. Cháu nó học nhanh thì em dạy nhanh, nó học chậm thì em dạy chậm, không ai phải chờ ai hết. Đấy, cho nên là rất là hiệu quả với con chị. Đấy, theo sát trình độ từng cháu một. Tôi cũng có biết tiếng Anh. À thế à? Tôi cũng cho con tôi học nhiều chỗ rồi. Nếu cô tự tin như thế thì tôi sẽ hỏi cô vài câu. Vô luôn. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Okay. Thank you. Stand up. Đó, đó, đó. Sit down. Bị dính bẫy rồi. Cô thôi đi nha. Nãy giờ là tôi nhìn lắm rồi đó. Để tôi nói chuyện với cô nè. Thôi thôi, chị ngồi lên bảo. Chị có muốn con chị được theo sát mỗi ngày không? Chị có muốn em báo cáo tiến độ cho chị để chị đồng hành với con không? Nếu muốn thì về với đội em. Vậy con tôi học IELTS 2 tháng từ 5 chấm lên 7 chấm được không? Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả nhỏ kia? Chắc không được. Chính xác. Vậy còn học phí thì sao? Nói chung học phí nó cũng vô chừng lắm chị. Nhưng mà em nói thật, tài chính ấy là cái ít nhất mà chị phải đầu tư cho con. Đấy, chị phải đầu tư cho nó này, thời gian, công sức này, sự đồng hành của chị, những ngày khó cũng như là những ngày dễ cơ. Đấy, còn con nữa, con nó cũng phải đầu tư chất xám, nó cũng phải đầu tư thời gian làm việc. Và em sẽ là người đảm bảo cho chị cái điều đấy. Nếu không được thì sao? Rồi làm gì? Thì em trả lại con cho chị.